Dược mỹ phẩm là Ben Cosmeceuticals chống lão hóa, giúp trẻ hóa da, làm căng da mặt, trừ tận gốc da bị nám, tàn nhang, đồi mồi, mụn và mụn thịt bằng phương pháp thiên nhiên rất hiệu nghiệm. 2007 em xài tới bây giờ luôn, em giữ được, em không có đổi sản phẩm nào hết, tại vì em thấy rất là tốt cho da của em. Trong cái phương pháp mà trẻ hóa tế bào của Laban Cosmeceuticals, đó là những cái chương trình chúng tôi nghiên cứu cái hàng chục năm nay, thì cái phương pháp đó đã đưa tới một cái cách rất là hiệu quả để cái tế bào fibroblast đó nó có thể tạo ra đúng cái loại collagen. Và đây là cái bí quyết tại sao mà cái sản phẩm của Laban Cosmeceuticals nó rất là hiệu quả trong vấn đề mà chống lão hóa mà làm trẻ hóa da. Laban Cosmeceuticals là sản phẩm an toàn nhất trên thị trường ngày nay, vì chỉ dùng những hoạt chất thiên nhiên tinh khiết nhất dựa trên nền tảng khoa học vững chắc. Xin gọi 408-258-2696, 408-258-2696 hoặc vào website datrẻdẹp.com. Để có một làn da trẻ đẹp, hãy sử dụng dược mỹ phẩm Laban Cosmeceuticals.